Hạnh xin chào ông bà, cô chú, chị, các bạn. Giờ Hạnh đến nhà của chú Long. Nghe chú nói thì gia đình chú thì cũng khó khăn đó. Hiện tại thì chú đi làm khoan cây nước đó thì Hạnh cũng gặp nhiều lần rồi. Rồi chú nói nhà chú có một mình chú là lao động thôi, mà nuôi tới 4 bé đó đi học. Nên khả năng thì Hạnh có sửa chữa được ngôi nhà đó. Chú nói thì ngôi nhà chú thì cũng sắp sập rồi. Giờ chú nhờ Hạnh lại giúp quay hoàn cảnh của chú giùm, coi có mạnh thường quân nào tài trợ cho chú được căn nhà thì chú cảm ơn. Hiện tại thì mấy bé thì đang đi học á, nên có ơn chú mần nên không có thể sửa chữa nhà được. Giờ Hạnh mời ông bà cô chú chị các bạn vô nhà cùng xem gia cảnh của chú Lâu với Hạnh nha. Cũng tới nhà chú rồi nè. Rồi giờ Hạnh vô nhà chú Lâu. Nhà chú ở đây nè. Hiện tại thì thấy nhà lá mà treo su đó nè. Rồi con chào chú thím. Chào bé. Rồi chào các bé nha. Thấy cưng quá, bé gái nè. Nghe nói chú Long thì được 4 bé nè, còn một bé lớn nữa hả? Còn một bé lớn. Dạ, chào cô. Rồi, chào con. Đang đi học ha. Rồi đâu bốn đưa ba đứa ra ngồi trên giạc xếp hàng coi. Thấy ai cũng đẹp xinh vậy. Nghe lời cô ngồi đi. Trời ơi, bé gái nè. Là đi học ở trên hả chú? Đi học ở trên thiếu ơi. Gì mà bất cỡ vậy? Bé này đẹp trai quá ha. Năm nay con học lớp mấy rồi, bé lớn nè? Dạ, con học lớp 6. Ồ, lớn gì đây hả? Lớp 6 luôn. Con tên gì? Dạ, con tên Cường. Con tên Cường, còn con? Dạ, con học lớp 3. Con tên gì? Con tên Nam. Tên Nam. Còn bé gái này, con tên gì? Nói đi, nói cô đi. Con học báo giáo tên gì? Nói đi con, ngoan đi mà tên. Con tên Mai, nói đi. Tên Mai hả? Nói đi. Bé này mẫu giáo, nhát quá. Đừng đi. Rồi thì thường ngày thì Hạnh làm cây nước thì chú Lâu cũng đi phụ nè. Thì một ngày thì chỉ có mấy trăm ngàn thôi nên chú không có khả năng mà sửa chữa nhà đi. Nghe chú nói thì lúc trước thì chú có hai bé thôi, không có nghe kể bốn bé. Mà bữa nay thì nghe nói bốn được bốn bé. Là sao? Là nhỏ em út á, nó đau khối u phổi nó chết. Rồi mới thấy mấy đứa con nó tội nghiệp quá thì cho nó tá túc ở chung luôn. Gì đó hay mình nuôi luôn. Dạ. Là chết được mấy năm rồi chú? Chết cũng 4 năm rồi. 4 năm gì là cấp đó, hai bé này còn nhỏ thôi ha. Nhỏ lắm, bé đó là còn bú á. Còn bú luôn. Giờ là cháu không biết mặt mẹ đâu. Người con có nhớ mặt mẹ con không? Đây là mẹ nó đây nè. Mẹ nó trên bàn thờ nè. Đây là mẹ của bé. Nhìn chỉ đẹp gái quá nè. Mà mất sớm nha. Bỏ lại hai con cơ nghiệp quá ha. Rồi giờ hiện tại thì ba bé đi học hết ha. Ba bé thì học. Rồi con thấy cha lớn tuổi mà còn nuôi con đi học, rồi con có cảm nghĩ gì không? Dạ con thấy thương cha con. Thương cha con ha. Lớn tuổi rồi chú Lâu thì sức khỏe thì đâu có được mạnh như người cọp máy đâu, lớn tuổi rồi. Dạ, cũng rồi bé đi học về luôn kìa, chào bé. Ô, xinh đẹp quá rồi, bé gái này xinh đẹp nè. Rồi con ngồi đây luôn đi. Một mình ơn chú à, nuôi bốn bé đi học. Hiện tại giờ con tên gì? Dạ con tên Như. Tên Như, cái gì Như? Dạ Quỳnh Như. Quỳnh Như, năm nay con nhiêu tuổi rồi? Con 16. Học lớp mấy? Dạ 11. Học 11 rồi ha, học giỏi không? Dạ được. Được ha. Xinh gái quá ha. Con của chú Lâu ai cũng xinh hết trơn vậy. Quỳnh Như học lớp 11 rồi ha. Bây giờ là mình cũng gần thi cuối kỳ 1 rồi hả? Dạ. Mình học thường mấy buổi? Dạ, học 2 buổi. Được không, nghe chú nói thì tính nghỉ học hay gì nè, phải không? Dạ. Nguyên nhân sao mà tính nghỉ, nghe chú Lâu nói? Dạ, tại không có tiền đi học. Không có tiền đi học ha. Rồi được không, thì nghe chú nói thì bé Như tính nghỉ học vậy đó. Rồi nguyên nhân sao? Dạ tại không có điều kiện, với lại là cha đi làm rất là khó khăn á. Cha làm thì nhiều khi là một ngày thì mới được 200. Lâu lâu mới có việc nên là không có tiền đi học. Không tiền đi học ha. Nên con ý định con muốn nghỉ ha, tặng dạ. Giúp cha ha. Dạ. Một ngày mà không có được làm thường xuyên đâu, phải không? Bữa được bữa không. Bữa được bữa không. Với lại là khiêng rất là nặng á. Cha cũng già rồi nên là không có nở. Không muốn đi làm cho cha đỡ khổ.
Nghe nói mà cũng muốn khóc. Tại vì thấy cha già lớn tuổi đó, rồi bé Như không nỡ để cho cha đi làm đó. Rồi bé Như muốn phụ cha, đặng tiếp cha ha. Dạ. Đặng cho cha đỡ cực phải không? Dạ. Thấy cũng tuổi quá ha. Rồi bé Như tính đi học đặng lo cho các em hay gì phụ cha ha? Dạ, phụ cha lo cho mấy em. Tại vì là kiểu như bây giờ mình nghĩ á, là tương lai của mình thì không có, nhưng mà mình có tiện á, lo cho mấy đứa em á, để mấy đứa em nó có tương lai hơn. Ờ đúng rồi. Tại vì bé Như lớn rồi, bé Như nghĩ được cảm nghĩ như mình nghĩ thì mình lo cho mấy đứa em đặng có tương lai hơn. Tại vì mình hay học thì không lo đầy đủ cho các em nữa nè, ba bé còn nhỏ quá. Còn chú Lâu thì bệnh hoạn á, nên không có làm được việc nhiều hơn á. Nên bé thương thấy chú thì vác mấy cái đồ giặt đặng mà làm giếng á, nặng lắm. Như Thạnh thấy thì Thạnh cũng xót cho chú á. Cái giò chú thì đi cờ gung á, thì thấy cũng tội hoàn cảnh của gia đình của chú nè. Thế sao, mấy con có làm sao không? Thấy chị thương con vậy đó. Có thương chị không? Dạ có. Thương ha. Bé nhỏ này chắc không biết gì đâu, thấy còn nhỏ quá. Thì mẹ bé thì mất bỏ lại nên chú cũng nuôi được hai anh em nè. Lớn tuổi mà nuôi tới bốn bé luôn, đi học nên khó khăn. Rồi chú Lâu có cảm nghĩ gì vậy không? Nếu mà được nhà đó là điều hãnh diện mình nhiều lắm. Không có còn lo không? Khi nhà nó dột đó đó. Dạ, con cũng sống trong cảnh này nên con cũng hiểu á. Ngày xưa thì cũng đi học bốn năm chị em cũng đi học vậy nè, thấy cũng tội lắm. À, nghe chú Long nói thì nhà chú cũng sắp sập rồi nè, thì giờ Hạnh khẽ đi quay cận cảnh cái ngôi nhà của chú hiện tại ở nè. Thì trước tiên thì thấy giường thì mấy đứa bé, chắc mấy con ngủ ở đây hả? Dạ, tối 4 đứa em con ngủ ở đây. Dạ. Thì học thì thấy bây giờ thì có điều kiện hơn ngày xưa. Hồi xưa Hạnh học không có điều kiện được gì đâu, chỉ đi bộ thôi. Rồi mình ở đây là cái nhà mình ở đây luôn hả chú? Dạ, nhà ở đây. Nhà ở đây. Còn chỗ nấu ăn thì mình bên tre bên kia nữa ha. Sao này? Rồi giờ chút gì đó. Giờ chú dẫn con đi tham quan một vòng đi. Rồi rồi, được. Đây, trong nhà đây là nhà sao? Đây là cái bếp nấu ăn. Hai vợ chồng ngủ nghỉ đây. Người là bốn bé thì ngủ ở trước ha. Ở nhà trên. Nhà bên đây, cái trái cũng bên đây luôn ha. À. Rồi mình nấu ăn ở đây. À. Khi mưa lớn thì bị dột nhiều, bị tạt dột. Dạ, thì gia đình của còn nhà nhỏ quá. Nhà nhỏ chật hẹp ha. Phát sinh hoạt thấy cũng không được thoải mái ha. Không được, chật hẹp lắm. Dạ. Có anh chú Mận thì lao động chính nên không có khả năng mà sửa chữa ngôi nhà này đâu. Và cũng phải có số tiền lớn mới sửa chữa được. Mận thì một ngày được ngày không mà nuôi tới bốn bé đi học đều hết luôn. Vậy là hay lắm luôn rồi, chú Lâu không cho nghỉ học là chú mình cũng chịu cực khổ mà cho đi học ha. Nhiều khi Mận đâu có nghỉ chưa. Dạ. Mận có lúc Mận là tới 10 giờ khuya luôn. Dạ, mình là thương không con. Nghỉ chưa tối. Dạ. Ngày hoài vậy đó. Dạ, ngày xưa thì gia đình con cũng được 5 chị em mà cũng đi học hết 12. Ba thì cũng khổ lắm mà cũng mong cho con mình học hết 12 đặng ra đường biết chữ, đi làm cũng biết tính toán với người ta đó. Nên thấy hoàn cảnh của chú thì thấy cũng nhớ như ngày xưa ba của con vậy đó. Tại vì khi mà nói sau này nếu mà có khá giả lên là thương nhiều người nghèo nhiều nhất. Dạ. Nếm cái mùi đau khổ của cái cuộc đời nghèo, mình mới cảm động đó. Nhớ cái cuộc đời của mình không có gì bằng cái khó bằng cái nghèo hết. Dạ. Con thấy hoàn cảnh này con cũng nhớ lại ngày xưa nữa nên con chịu không nổi. Vậy là mình nấu ở đây hả chú? À. Rồi chú có mong muốn điều gì không? Muốn gia đình mình được thay đổi á? Thì mong cho gia đình mình được mới thay đổi nhiều hơn cho nó đỡ hơn khỏi cái dột mưa cho nắng rồi, vậy là mừng lắm rồi đó. Dạ, chú thì làm cực khổ lắm. Nên mình làm mướn thì phải chịu đựng người ta chửi mắng là cũng phải nín mà gán mần. Dạ, dạ. Thấy chú thì cũng hiền đó. Nên Hạnh mỗi lần quay thì thấy chú hiền lắm. Dạ. Làm thì vất vả, nhiều làm không nổi mà cũng phải gán kiên trì làm. Dạ. Dạ, chú có kiên trì lắm. Ủa sao cái nhà này mình ở cái trái thôi hả? Mình không có cái nhà. Đây mà có nhà này có chị ba rồi, cũng như làm ăn thất bại rồi nhà ở đậu của chị ba.
Mình ở đỡ đi ha, cho đỡ lên. Rồi nếu mà có cất nhà thì mình có đất cất luôn không? Có. Có giấy tờ đầy đủ ha. Có. Rồi chị ba ở cái bên đây luôn hả? Okay. Có nhà không? Đâu bé qua coi có nhà kêu qua giùm mấy. Thấy hai đứa bé này ngồi tội nghiệp ha, mẹ mất rồi còn sống ở với dì hả? Dì. Dì với dượng. Bé gái đẹp quá kìa. Rồi con chào cô. Dạ con ngồi đi, con có chuyện muốn hỏi cô một chút ha. Cái này là đất của cô ha. Dạ. Rồi mình cho ở đây là nếu mà có mình tài trợ cất nhà được thì cô có cho luôn không? Cho, có gì nó em nó vợ chồng nó khổ quá rồi tôi cho nó ở đây thì nhà cái trái này rách rứa quá rồi có cô mà có cho được thì cho nó cất ở luôn. Dạ con hỏi trước vậy đó ha. Dạ. Cho là mình giấy tờ đầy đủ ha. Dạ. Rồi con sợ nhiều khi lỡ cất nhà rồi không cho thì lỡ dở nữa. Không, cái này nó em nó cũng khổ dữ lắm, không có nhà, không có chỗ ở chỗ. Dạ, chỗ tại ở. Nuôi bốn đứa bé này thấy hoàn cảnh thì cũng khó khăn. Dạ. Có ơn chú Lâu thì đi làm thôi, còn cô ở nhà thì săn sóc cơm nước cho mấy bé ha. Dạ. Cũng khổ lắm. Dạ. Cho nó ở mà được cái nhà cho nó ở tôi mừng lắm, cho nó ở luôn chứ không có. Dạ. Không có đòi. Một mình mà nuôi bốn bé này là mình có hộ nghèo không chú Lâu? Hồi trước là cận nghèo. Dạ. Vì mấy là nhà ở trên xã là mấy cho nuôi bò á. Sao không có bò được. Vậy đó ha, người ta cho thoát nghèo, phải cho mình con bò là cho thoát nghèo phải không? Vậy là cho con bò là thoát nghèo luôn rồi đó. Giờ là nhà mình được ơi, mốt mình khá giả luôn đi. Bây giờ nó có hai đứa con, rồi bây giờ thêm hai đứa nữa. Mấy em chết để là hai đứa. Dạ, hai đứa bé ha. Gái đi học nha, mấy bé này cũng ngoan nè, chứ học giỏi không quá. Có học giỏi không? Giỏi ha. Này là cô là chị của thím hả? Chị ruột. Chị thứ ba. Dạ, chị thứ ba. Giờ con hỏi ý kiến của cô một lần nữa, khẳng định là cô cho đất này luôn ha. Nếu cho mà con lại có làm cất nhà được á, thì cô cho giấy tờ đầy đủ ha. À, cho giấy tờ đàng hoàng. Là cho mình cất đủ bao nhiêu thì cho bao nhiêu ha. Bao nhiêu. Dạ, rồi con cảm ơn cô trước ha. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe luôn. Cảm ơn cô. Dạ, con hỏi gì đó, nếu mà có mạnh thường quân tài trợ thì con sẽ làm ngôi nhà này cho chú với thím với bốn bé đó, có ngôi nhà khang trang đằng xa đón Tết ha. Cười chú Lâu. Cười à, chú Lâu nghe nó nói nhà mừng quá. Mừng quá ha. Rồi bé Như gắng đi học nha, học mình biết chữ nó mình ra đường mình mới tính toán được ha. Dạ bây giờ mình 11 rồi, mình nghỉ thì uổng lắm. Cũng gần nửa chặng đường rồi ha. Nó cũng đòi nghỉ hoài đó cô ơi. Dạ thì nghe nói thì thấy cha lớn tuổi đi nào mừng nè, xem clip thấy đó. Thì chú khiêng vật dụng nặng lắm, khiêng cái giò nên yếu á, nên chú đi cũng không được mạnh dạn như mấy người lượng còn trẻ á. Thì chứ cũng vất vả lắm. Dạ. Chú cũng bệnh. Nó nghỉ hoài, nó là cha nó mừng cực khổ quá. Dạ, tính nghỉ đang phụ mấy em nè, cho mấy em đi học. Cho mấy đứa nhỏ nè. Dạ. Bà lớn mà có suy nghĩ gì là cũng chú Lâu diễm phúc rồi được bé gái rồi có hiếu với cha. Rồi bé Quỳnh Như có là gì muốn nói với Mạnh Thần Quân ông bà của chú nữa không? Dạ con muốn là có một căn nhà để ở á, là kiểu như là mưa gió thì mình có chỗ ở. Mỗi lần mà kiểu như là bão tới mà gió á, là phải dọn chỗ đi á, tại vì sợ á. Sợ sập nhà ha. Dạ, giờ giọt nữa không có chỗ học nữa. Không có chỗ học, chỗ nghỉ ngơi thì có một cái giường mà tới bốn chị em nè. Bé Bình Như thì cũng lớn rồi, thì cũng phải có phòng riêng cho này cái không gian để mình nghỉ ngơi rồi ha. Gái lớn mà nằm ở đây thì nó chỏng nè, còn cái cửa thì cũng đâu có chắc chắn đâu. Thấy cũng tội cho bé ha. Dạ. Bốn bé nằm một cái giường. Người ngủ tối ngủ có ngon không? Chắc chị ngủ không ngon gì đâu, bé này ngủ chắc quậy nè. Đạp chị gì đâu nè, có không? Bé nhỏ này không biết gì à, cặp mắt đẹp quá vậy. Rồi cô có mà là gì muốn nói với Mạnh Thường Quân không? Mà nghèo khổ quá, ảnh đi làm nha. Có lúc trước thì ảnh bán cái số mà bị người ta lừa, người ta giật quá mấy lần vậy đó còn. Rồi bán là toàn là bị không có tiền trả. Cái bán ngày nào thì người ta góp, người ta lấy, người ta trừ dễ trơn á. Thấy khổ quá cái mới cho anh đi, anh đi xin đi làm cái nước rồi à, thấy cực quá trời cực. Dạ cây nước cực lắm, cực khiên nó nặng lắm nặng. Cái giàn khoan nó mấy đó
khiêng là cái giò là đi cà gung luôn đó. Dạ, có bữa nhức quá mắc mua thuốc uống. Dạ, chú thì hiền quá, chắc đi ra ngoài bán vé số chắc bị người ta lừa gạt là nhiều chứ gì. Ờ, 4-5 lần vậy đó. Nó giật một phần người, nó lừa gạt, nó mua, nó không trả tiền. Dạ, đúng rồi. Và cái người ta cũng cho mình góp ngày vài chục vậy trừ. Hiền cũng khổ, cũng ra đường cũng bị tăng hiếp thôi. Dạ. Mà bản tánh ngày sao bây giờ, bản tánh của chú hiền rồi, không có biết sao được. Thấy không bán, không có tiền. Rồi chú có muốn nói gì với Mạnh Thường Quân không, nếu mình được ngôi nhà nè? Thì muốn nói với Mạnh Thường Quân, nếu có điều kiện thì cắt được cho tôi cái ngôi nhà thì tôi mừng quan nghênh Mạnh Thường Quân nhiều lắm. Mừng lắm ha chú? Mừng nhiều lắm. Dạ, lớn tuổi rồi mà sao mà dễ gì mà làm được ngôi nhà đâu. Con thấy giờ mình mần thành nuôi 4 bé mà không đủ sống nữa mà. Rồi giờ nếu mà có Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước á, có xem clip của Hạnh mà quay nè, cô gia đình của chú Lâu đó, thì nếu có yêu thương thì ủng hộ cho gia đình chú được căn nhà lành lặn ha, đặng đón Tết. Với bốn bé thì có chỗ học ổn định đó. Hiện tại giờ lớn hết rồi, mấy bé này cũng lớn rồi, cũng có không gian riêng. Bé gái á, thì ngủ chung với bốn ba đứa em nè, thì thấy cũng tội nghiệp. Rồi Hạnh mong ông bà cô chú chị các bạn thương xót cho hoàn cảnh chú Lâu, ủng hộ cho gia đình chú được cái một căn nhà mơ ước ha. Rồi Hạnh xin cảm ơn rất nhiều. Rồi giờ hôm nay thì Hạnh lại quay qua cảnh của chú, thì Hạnh cũng quay xong rồi. Giờ mà nếu có Mạnh Thường Quân nào coi clip á, thì thương cho gia đình chú, thì tài trợ cho gia đình chú được một ngôi nhà lành lặn. Giờ Hạnh cũng xin phép ông bà cô chú chị các bạn Hạnh về. Rồi giờ video của Hạnh đến nay kết thúc. Hạnh cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị, các bạn trong thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh Đức Hạnh Miền Tây. Hạnh xin chúc ông bà, cô chú, anh chị, các bạn luôn luôn được dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi con xin phép chào cả nhà về luôn ha. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe ha. Cảm ơn cô chú. Xin chào ông bà, cô chú, chị, các bạn. Giờ Hạnh đến ấp Chính Ghi, xã Ngọc Hòa, thuộc huyện Dùng Ghiền, tỉnh Kiên Giang. Rồi hôm nay Hạnh lại tới nhà của chú Lâu rồi, để cũng mang lại hai tin vui cho nhà chú. Thì có một tin vui thì của gia đình chị Trang ở Mỹ tài trợ cấp nguyên căn nhà cho gia đình của chú Lâu luôn. Rồi còn tin vui thứ hai thì bác Tám ở Mỹ thấy hoàn cảnh của chú Lâu thì khó khăn, chú thì đi làm mướn cây nước á, thì giác đồ nặng nhọc đó, thì thấy sức khỏe thì yếu đó, nên bác Tám gửi cho 100 đô đặng chú Lâu có tiền đặng lo cho các con đi học. Rồi giờ Hạnh mời bà cô chú chị bạn vô nhà cùng Hạnh nha. Rồi chào chú, chào Thiếm luôn, chào hai bé. Rồi tới bốn bé luôn rồi kìa, gì mà chùm lên dữ vậy. Bữa nay là chủ nhật nên được ở nhà hết ha. Rồi bé Như nè, bé Bình Như hả, phải không? Dạ, cô mới lại. Rồi, chào.
Bự dữ rồi. Bằng chị hai hả? Dạ. Giờ này mình ăn cơm chiều chưa chú Thím? Chưa. Mới nấu rồi chưa. Đầy đủ vậy đó. Rồi nhà của chú Long thì được 4 bé nè. Ai cũng xinh hết trơn luôn đó. Bé gái, bé trai người nào cũng xinh hết. Rồi bữa nay chú Long có đi làm hả? Bữa nay không có làm thêm. Ở nhà ha. Rồi cô ở nhà nấu cơm hả? Nấu cơm. Chiều nay ăn cơm với gì cho con ăn ké với coi. Có được gì không mà nghe. Rồi hôm nay con lại nhà chú Thím ha. Cũng có hai tin vui ha. Tin vui thứ nhất là gia đình của chị Trang ở Mỹ tài trợ nguyên căn nhà cho mình luôn ha. Cảm ơn. Một cái nhà lớn với một nhà nấu ăn luôn, rồi cũng có nhà vệ sinh luôn. Xây phòng này kia đầy đủ cho các bé nè. Thì nhà này thì cũng có 4 bé thì cũng phải làm phòng này kia cho lớn rồi, bé gái thì lớn rồi nè. Thì Hạnh sẽ làm cái phòng riêng đang cho bé có không gian riêng á. Rồi tin vui thứ hai thì có bác Tám ở Mỹ á. Thấy đăng clip á, thấy hoàn cảnh của chú Lâu nè, lớn tuổi rồi thấy đi làm nặng nhọc đó. Thì được 4 bé thì lo cho ăn học nữa. Rồi nên bác Tám gửi cho 100 đô. Đặng cho chú có tiền cho các bé đi học ha. 100 đô thì Hạnh đổi được 2.380.000. Rồi cho con gửi luôn ha chú Long. Đây 1 triệu ha. 2 triệu 100 200 300 80.000 ha chú. Rồi chú có lời gì nói với bác Tám ở Mỹ không? Thì xin nhiệt tình cảm ơn bác Tám. Chúc sức khỏe bác Tám đầy đủ và sống lâu trăm tuổi. Dạ, rồi Thím. Mừng dạ, quá ha. Cho cả lời cảm ơn mà bác Tám. Mang ơn dữ lắm, mà được cái nhà dạ. Là mang ơn dữ lắm. Mà được số tiền này là cũng mình dạ, làm cũng có chục dạ. Ngày rồi ha. À. Bây giờ chú Lâu thì chuẩn bị cất nhà thì mình mời mình dọn đồ đi ha. Mình nghỉ làm đi ha, ở nhà phụ dọn đồ này kia. Rồi các bé được cái căn nhà vậy mừng chưa? Dạ. Đâu có lời gì nói với gia đình của cô Trang ở Mỹ không? Con nói đi con. Thế dạ, Quỳnh con, Như kìa. Con muốn gửi lời cảm ơn cô Trang đã cho con cái nhà. Là mừng quá hả? Mừng quá không biết nói gì luôn á, là con rất cảm ơn cô. Tại vì là có cái nhà để cho cha mẹ con ở. Mình cho các em luôn ha. Rồi các bé con có cảm ơn cô Trang không? Có. Dạ con cũng rất cảm ơn cô Trang và đã cho con được một cái nhà. Rồi cái nhà của chú Lâu á thì con sẽ cất cho nhà chú là dài 10 mét ha. Ngang thì 4, thêm một cái nhà nấu ăn là qua 2 mét, dài 5 mét là 10 mét ha. Tổng cộng là 50 mét vuông. Là xây được hai cái phòng ngủ nè, với một cái phòng khách, với nhà vệ sinh, với nhà nấu ăn luôn ha. Yeah. Tại vì bé lớn thì phải làm hai phòng cho mấy bé, là 4 bé nè. Nên bé gái thì Hạnh sẽ làm riêng hai phòng cho hai bé trai thì một phòng, hai bé gái một phòng. Thấy gì được hả chú không chú Lâu? Được, mừng dữ lắm luôn. Không có nghe tin vui bất ngờ quá ha Thím. Rồi, tin vui bất ngờ. Nghe là cái nhà mừng dữ lắm, cảm ơn mà. Gia đình của chị Trang ở Mỹ. Chị Trang ở Mỹ. Mang ơn dữ lắm, được cái nhà ở ăn Tết. Dạ, được ngôi nhà này là ăn Tết, là Tết nay là vui luôn rồi đó, không ăn cũng no nữa. Cũng mừng nữa ha. Rồi giờ hôm nay thì con lại thông báo vậy ha. Rồi giờ mình lo dọn nhà đi, ngày mai thì mấy anh thợ sẽ chở vật liệu qua ha. Mình dọn chỗ cho anh chở qua, nếu có trời mưa thì mình đậy gạch đây giùm con ha. Đang cho thợ dễ xây ha. Vậy là mừng lắm rồi, tối nay chắc hết ngủ rồi ha. Hết ngủ rồi, đến tối nay là hết giờ ngủ thì mừng dữ lắm, mừng luôn. Cũng thay mặt cho gia đình chủ Lâu nè, cảm ơn gia đình chị Trang ở Mỹ. Hạnh xin chúc cho gia đình chị luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Rồi Hạnh cũng thay mặt gia đình chú cảm ơn bác Tám ở Mỹ. Xin chúc bác Tám luôn luôn được dồi dào sức khỏe, bình an. Rồi giờ con cũng xin phép chú con về ha, Thím về. Chúc gia đình mình nhiều sức khỏe ha. Rồi chào các bé luôn nha.